Đại diện Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 9 ở xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 vào ngày 18 tháng 1 và sẽ sớm có kết luận trong vài ngày tới. Theo thông tin từ gia đình nữ sinh, vào ngày 17 tháng 1, em được gia đình đưa đi tiêm vaccine mũi thứ 2 phòng COVID-19. Sau khi tiêm 20 phút, em có triệu chứng tức ngực, buồn nôn, chóng mặt, khó thở, hiện tượng co giật. Các y bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển em tới bệnh viện huyện Hạ Hòa để cấp cứu. Khi đến viện, em nôn ra máu, hôn mê, tim đã ngừng đập. Đến 1 giờ ngày 18 tháng 1, gia đình được thông báo em đã qua đời. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền huyện, xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình. Kết thúc cuộc đàm phán mới nhất về kế hoạch cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của tổ chức này đang từ chối các đề xuất để cơ quan này trở nên độc lập hơn. Trong khi đó, các nhà tài trợ lớn nhất của Liên minh châu Âu cùng với hầu hết những quốc gia châu Phi, Nam Á, Nam Mỹ và Ả Rập đều ủng hộ kế hoạch này. Nhóm công tác của Tổ chức Y tế Thế giới về Tài chính Bền vững đã đưa ra đề xuất tăng mức đóng góp thêm 1 tỷ đô la mỗi năm đối với mỗi quốc gia thành viên từ năm 2024. WHO khẳng định chỉ có các quỹ linh hoạt và có thể dự đoán được mới có thể cho phép tổ chức này thực hiện đầy đủ các ưu tiên của các quốc gia thành viên. Ngân sách chính của tổ chức này là nhằm chống lại đại dịch và củng cố hệ thống chăm sóc y tế trên toàn thế giới. Đây là một phần của quá trình cải cách rộng lớn hơn của WHO. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ phản đối cuộc cải cách này vì lo ngại về khả năng của WHO trong việc đối đầu với những mối đe dọa trong tương lai. Sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ tự nguyện hiện nay từ các quốc gia thành viên và từ nhiều tổ chức từ thiện như quỹ Bill & Melinda Gates buộc WHO phải tập trung vào những ưu tiên do các nhà tài trợ đặt ra và khiến tổ chức này ít có khả năng chỉ trích các thành viên khi mọi việc diễn ra không như kỳ vọng. Các trận động đất liên tiếp được ghi nhận tại Indonesia, Philippines, Nhật Bản và Mỹ. Tuy nhiên, theo ước tính ban đầu thì những trận động đất này đều không gây ra những hậu quả nghiêm trọng và không có cảnh báo sóng thần. Tại Indonesia, trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra ngày 22 tháng 1 tại quần đảo Talo thuộc Bắc Sulawesi đã làm ít nhất một người bị thương và gây hư hại một số ngôi nhà. Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 12 km ngoài khơi cách thành phố Melongani 39 km về phía đông nam. Ít nhất 9 dư chấn không đáng kể đã được ghi nhận sau đó. Tại Nhật Bản, đã có những thiệt hại ban đầu được ghi nhận sau trận động đất có độ lớn 6,6 ở sát bờ biển Huyanada. Một vài trường hợp người dân bị thương nhẹ, các vụ lở đá, đổ cây, sập tường, bục đường ống nước và mất điện cục bộ xuất hiện tại một số địa điểm khác nhau. Còn tại Mỹ, trận động đất có độ lớn 6,2 với tâm chấn ở độ sâu 3 km đã xảy ra ở khu vực cách thành phố Unalaska thuộc bang Alaska 74 km về phía nam. Cùng ngày, Philippines thông báo một trận động đất ngoài khơi có độ lớn ban đầu đo được là 6,5 và tâm chấn ở độ sâu 66 km đã làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental ở miền nam nước này. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết tất cả trẻ em trên 2 tuổi ở đảo quốc vùng Caribe này đều đã được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời đánh giá chiến dịch tiêm chủng quốc gia đã đạt được kết quả xuất sắc. 87,5% dân số Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 với 3 loại vaccine nội địa là Abdala, Soberana 2 và Soberana Plus, trong khi khoảng 4,5 triệu người trong tổng số 11,3 triệu dân của nước này đã tiêm mũi vaccine tăng cường. Trẻ em Cuba đã trở lại trường học từ tháng 11 năm 2021, với gần 93% dân số, bao gồm cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên, đã được bảo vệ bởi ít nhất một mũi vaccine. Cuba đang vượt hầu hết các quốc gia lớn và giàu có nhất để đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về tỷ lệ dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cuba khẳng định các loại vaccine do nước này tự phát triển có khả năng bảo vệ hơn 90% đối với dịch COVID-19 khi đã tiêm đủ 3 liều. Cuba cũng được đánh giá là rất thành công trong việc chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, với tỷ lệ khoảng 99% đã được chữa khỏi bệnh tính tới thời điểm này. Thống kê của hãng tin Bloomberg cho thấy 184 nước trên thế giới đã tiêm hơn 9,9 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, tương đương khoảng 36,4 triệu liều mỗi ngày. Với tốc độ tiêm này, Bloomberg ước tính mất khoảng 4 tháng nữa, 75% dân số thế giới mới được tiêm ít nhất một liều vaccine.
Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine vẫn chưa được giải quyết. Tỷ lệ tiêm vaccine tại các nước và khu vực có thu nhập cao nhất trên thế giới, cao hơn gấp 10 lần so với các nước và khu vực có thu nhập thấp nhất. Trước những thách thức lớn về dân số và nguồn nhân lực cho tương lai, chính phủ Trung Quốc cho phép khuyến khích việc sinh con thứ ba bằng hàng loạt chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con. Tổng dân số của Trung Quốc tính đến cuối năm 2021 là 1,412 tỷ người, chỉ tăng 480.000 người so với năm 2020. Đây là mức tăng trưởng dân số thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Chính sách cho phép mỗi cặp vợ chồng sinh ba con chưa đem lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao tỷ lệ sinh, duy trì tăng trưởng dân số. Để khuyến khích người dân sinh con thứ ba, chính phủ Trung Quốc vừa ban hành hàng loạt giải pháp đồng bộ như hủy bỏ thu phí đối với công dân sinh vượt quá số con theo quy định, giảm gánh nặng học tập cho trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục, đưa các dịch vụ chăm sóc trẻ em dưới 3 tuổi vào diện giảm trừ thuế thu nhập, miễn phí bảo hiểm sinh con thứ ba, trợ cấp các chi phí chăm sóc nhà trẻ. Phần lớn các địa phương đều đã điều chỉnh tăng từ 30 đến 90 ngày nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con và tăng mức hỗ trợ, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường xã hội thân thiện với việc sinh đẻ sẽ quyết định đến việc hiện thực hóa mục tiêu thúc đẩy phát triển dân số cân bằng lâu dài của nước này.